Thưa quý vị, mỗi dịp Tết đến xuân về, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng luôn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ nghèo, nữ công nhân lao động, trẻ em mồ côi. Hòa trong không khí hân hoan, nhiều niềm vui, chương trình Tết Nhân Ái Xuân Quý Mão năm 2023 với nhiều hoạt động ý nghĩa, nhân văn đã nêu cao tinh thần vì cộng đồng cùng sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Trong không khí hân hoan đón chào mùa xuân mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức hội chợ Tết Nhân Ái nhằm trợ giúp về vật chất, tinh thần cho hội viên phụ nữ, trẻ em mồ côi và người dân có hoàn cảnh khó khăn được vui xuân đón Tết. Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã tới dự chương trình và gửi lời chúc Tết, động viên và tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ trong năm vừa qua. Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, thành phố cần tiếp tục quan tâm để tạo mọi điều kiện để gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, công nhân lao động và người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vui xuân đón Tết Quý Mão thật vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm để phong trào Tết Nhân Ái thật sự có ý nghĩa thiết thực, lan tỏa các giá trị nhân đạo, thu hút mọi người dân tham gia. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước xin chúc quý vị đại biểu khách quý, toàn thể bà con mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong năm mới. Chúc hội chợ Tết Nhân Ái Xuân Quý Mão 2023 tổ chức thành công, tốt đẹp và an toàn. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, thể hiện truyền thống của dân tộc, chương trình Tết Nhân Ái 2023 và các hoạt động do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức đã kịp thời hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ hội viên phụ nữ thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên Đán. Đây là dịp để chia sẻ yêu thương, lòng nhân ái được nhân lên, đồng thời lan tỏa thông điệp Tết Nhân Ái, lòng yêu thương và gắn kết cộng đồng. Các quận huyện tổ chức chương trình xuân đoàn kết Tết yêu thương bằng cách là vận động các nguồn lực để mà tổ chức các cái chương trình gói bánh chưng, gói bánh tét, các hoạt động vui Tết để mà tạo điều kiện cho bà con có cái đời sống tinh thần vui xuân đón Tết. Thứ hai nữa là vận động các nguồn lực để mà hỗ trợ bà con trong dịp này, nhất là phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi. Qua cái dịp này thì Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tổ chức chương trình Tết Nhân Ái. Thì qua đó đã cung cấp rất là nhiều những cái phần quà để mà hỗ trợ bà con trong dịp này. Đồng thời trong chương trình này cũng đã tổ chức chương trình hỗ trợ cho các trẻ em mồ côi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, từ thành phố, quận huyện và xã phường. Qua đó giúp cho các trẻ em mồ côi có những cái điều kiện tốt hơn để mà giúp cho các em trong việc đón Tết năm 2023. Trong chương trình hội chợ Tết Nhân Ái, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tổ chức gặp mặt tặng quà cho 100 trẻ em mồ côi thuộc chương trình Mẹ Đỡ Đầu, trao 100 suất quà với tổng giá trị 50 triệu đồng và những nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ Tết đến gia đình các em. Đây là hoạt động ý nghĩa của Hội Phụ nữ nhằm động viên các em và gia đình vượt qua khó khăn, được vui xuân đón Tết, góp phần đồng hành cùng chính quyền thành phố trong việc chăm lo đời sống nhân dân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết cổ truyền 2023. Dịp này, các cơ sở hội trên địa bàn thành phố tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, trao kinh phí đỡ đầu đến các em mồ côi được nhận đỡ đầu tại các địa phương. Cũng trong chương trình Tết Nhân Ái, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã trao hỗ trợ 30 phương tiện sinh kế cho phụ nữ lao động, buôn bán ve chai có hoàn cảnh khó khăn thuộc 5 quận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Những chiếc xe sinh kế này giúp các chị phát triển kinh tế gia đình, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường. Đây cũng là một trong các hoạt động ý nghĩa của Hội Phụ nữ thành phố phối hợp với Tổ chức Chương trình Liên Hợp Quốc UNDP thực hiện hiệu quả dự án quản lý rác thải tổng hợp tại Đà Nẵng. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng và ban dự án đã tạo điều kiện cho chị em chúng tôi được kế sinh nhai để tạo phát triển cho kinh tế gia đình, và chị em chúng tôi sẽ góp phần phân loại các rác
thải để làm thành phố Đà Nẵng xanh và đẹp. Được cái món quà những người cho tặng cho mình đi buôn chai bao thì nói chung là mình cũng rất vui và rất hạnh phúc. Xin cảm ơn rất nhiều. Chở đồ chở đạc cũng có cái xe mới thì tốt hơn những cái xe cái cũ dắt đi thì hơi rật xe. Tại hội chợ Tết Nhân Ái Xuân Quý Mão 2023, những sản phẩm từ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, mô hình kinh tế do phụ nữ khởi nghiệp, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nghề truyền thống, sản phẩm du lịch lưu niệm, thực phẩm sạch được trưng bày, giới thiệu và chào bán sản phẩm. Không chỉ tích cực tham gia công tác hội viên phụ nữ thành phố tự tin theo đuổi đam mê, khởi nghiệp, sản xuất nhiều sản phẩm, tạo được thương hiệu trên thị trường. Những sản phẩm mà em đã làm ra như này thì cũng được Hội Phụ Nữ Hiệp của lên thành phố Đà Nẵng hỗ trợ trong quá trình khởi nghiệp, hỗ trợ cũng như trong quá trình hoàn thiện sản phẩm và hỗ trợ cho em tham gia những cái cuộc hội chợ như thế này và những cái triển lãm của liên quan tới phụ nữ thành phố Đà Nẵng. Thì em qua cái chương trình như thế này thì cũng rất là cảm ơn phụ nữ thành phố Đà Nẵng và mong rằng những chị em phụ nữ khởi nghiệp của thành phố một ngày phát triển cái sản phẩm của mình cho nhiều người biết đến hơn, đó là du khách du lịch đến với Đà Nẵng và những cái sản phẩm của mình được truyền cho những người tiêu dùng được biết đến hơn những sản phẩm sạch và chất lượng. Là hầu hết những cái sản phẩm này bên em tự chọn lọc và tự làm tay hết. Và Hội Phụ Nữ thì có gắn kết với những cái hiệp hội, ví dụ như câu lạc bộ khởi nghiệp, rồi các cái hội chợ xuân, Hiệp hội Phụ Nữ Đà Nẵng và Hội Phụ Nữ Trung ương đã tạo điều kiện cho chị em khởi nghiệp có cơ hội để tham gia các cái hội chợ để quảng bá sản phẩm của tự tay người phụ nữ làm ra. Năm 2022, sau dịch bệnh COVID-19, đời sống của hội viên phụ nữ, công nhân lao động gặp nhiều khó khăn. Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, chương trình siêu thị mini Tết không đồng 2023 mang Tết ấm lòng cho hàng trăm người khó khăn dịp Xuân Quý Mão do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận BNG tổ chức đã trao 600 phiếu mua hàng, mỗi phiếu trị giá 300.000 đồng. Với tổng trị giá 180 triệu đồng cho hội viên phụ nữ, công nhân lao động trên địa bàn thành phố. Các phiếu này dùng để mua các thực phẩm thiết yếu và hàng hóa, thực phẩm cần thiết cho gia đình trong ngày Tết tại siêu thị. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc được tổ chức thường niên mỗi dịp Tết đến xuân về của Hội Phụ Nữ thành phố và các mạnh thường quân nhằm chia sẻ khó khăn với người dân, chung tay cùng chính quyền thành phố đảm bảo an sinh xã hội trong dịp Tết đến xuân về. Đây là một trong những hoạt động mà Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức để nhằm chăm lo Tết cho người dân trên địa bàn thành phố nói chung và đặc biệt là hội viên phụ nữ thành phố Đà Nẵng nói riêng. Và ngoài hoạt động siêu thị mini Tết không đồng thì Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cũng tổ chức các hoạt động phối hợp với lại Hội Chữ thập đỏ tổ chức hội chợ Tết nhân ái, rồi tổ chức các hoạt động tặng quà cho hội viên phụ nữ nghèo, tặng quà cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Để thông qua những hoạt động hỗ trợ quà Tết này thì cũng một phần nào đó chia sẻ những khó khăn với lại người dân, với lại hội viên phụ nữ và trẻ em mồ côi. Tại quận Thanh Khê, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận phối hợp đồn biên phòng Phú Lộc tổ chức ngày hội Tết Việt Xuân biên phòng ấm lòng dân bản. Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa giáo dục truyền thống cho hội viên phụ nữ, mà còn là dịp tạo sân chơi bổ ích cho chị em phụ nữ, thể hiện tài năng, sự khéo léo được trổ tài qua các sản phẩm thi nấu ăn, quét bánh chưng. Qua đó góp phần khôi phục, bảo tồn các giá trị văn hóa dân gian Tết Việt. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận và Hội Doanh nghiệp quận Thanh Khê đã tặng 40 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho các gia đình, hội viên phụ nữ khó khăn trên địa bàn. Mỗi khi Tết đến xuân về, bánh chưng là món ăn không thể thiếu trong mỗi gia đình. Hòa chung trong không khí rộn rã của ngày Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tại khu dân cư Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, chương trình gói bánh chưng diễn ra trong không khí ấm áp, vui tươi. Những chiếc bánh chưng mang đậm nét văn hóa của truyền dân tộc như thế này được gửi đến những phụ nữ nghèo, những gia đình khó khăn trên địa bàn, để tất cả mọi người được đón một mùa xuân ấm áp. Đó không chỉ là nét đẹp truyền thống vào mỗi dịp xuân về, mà còn thể hiện đoàn kết, sẻ chia.
Đây là cái thông lệ, cái hoạt động hàng năm của khu dân cư để mong mang đến cho bà con nhân dân những hộ còn khó khăn có cái Tết ấm áp đầy đủ nhất. Đây là một trong những công tác là chăm sóc an sinh xã hội phát triển của khu dân cư 1 Đà Sơn. Phụ nữ ở đây là tổ chức gói bánh chưng, bánh tét để tặng quà cho các chị phụ nữ mà có hoàn cảnh khó khăn, để nhằm mục đích là tạo cái sự gắn kết yêu thương, cũng giống như trên cái băng rôn chúng ta cũng để là xuân gắn kết và Tết yêu thương. Thì chúng ta cũng muốn chia sẻ những cái gì mà để cho những người mà khó khăn không được may mắn để trong một cái Tết để đầm ấm hơn. Mang nhiều ý nghĩa nhân văn và có sức lan tỏa rộng rãi, chương trình Tết Nhân Ái Xuân Quý Mão 2023 do Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành phố tổ chức đã thể hiện được vai trò trách nhiệm của tổ chức hội đến toàn thể hội viên, qua đó phát huy truyền thống tương thân tương ái, nêu cao tinh thần vì cộng đồng cùng sẻ chia, đã khuyến khích động viên hội viên luôn tin tưởng vào tổ chức hội để tiếp tục đóng góp xây dựng hội vững mạnh. Và nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, lãnh đạo Hội Liên Hiệp Phụ Nữ thành phố Đà Nẵng dành nhiều thời gian đến thăm hỏi chúc Tết các cán bộ phụ nữ khu 5, thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, biết ơn thế hệ đi trước khi mỗi độ xuân về. Thưa quý vị, chương trình Tết Nhân Ái Xuân Quý Mão với nhiều hoạt động ý nghĩa và nhân văn do Hội Liên Hiệp Thành phố Đà Nẵng tổ chức đã khép lại chuyên mục Phụ Nữ và Phát Triển kỳ này. Xin kính chúc quý vị năm mới luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Kính chào tạm biệt quý vị.